Ngoài sản phẩm mật ong bạc hà ra thì bên kênh của Tuyên bán thêm một sản phẩm nữa, đó là chè nhé các bác nhé, chè búp cổ thụ Hà Giang nhé. Quý cô bác anh chị mua hàng liên hệ cho Tuyên qua số điện thoại hiện trên màn hình. Tất cả những sản phẩm này quý cô bác anh chị mua hàng thì các bác có thể kiểm tra hàng thoải mái ạ. Và Tuyên sẽ ship cho các bác đến tận nơi nhé. Quý cô bác anh chị mua một hộp như thế này, các bác sẽ chịu phí ship. Còn quý cô bác anh chị mua hai hộp như thế này thì Tuyên sẽ chịu phí ship cho các bác nhé. Các bác chỉ phải thanh toán tiền hàng thôi. Còn lại thì mật ong bạc hà Tuyên vẫn còn các bác nhé. Vẫn còn này, mật ong bạc hà thì sẽ như thế này nhé. Các bác mua hàng được kiểm tra hàng thoải mái nhé. Tất cả những sản phẩm kênh của Tuyên thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái. Tất cả những cái sản phẩm Tuyên bán đều là những cái sản phẩm địa phương, ship tận nhà, tận nơi cho các bác luôn nhé. Các bác kiểm tra hàng thoải mái và trước khi thanh toán. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Mời quý cô bác anh chị tiếp tục xem video. Phần đất của bí thư nó không cho ở rồi. Sao? Nó không cho ở bí thư bốc. Đây là đường nhựa các bác ạ. Trên con đường mà đi thăm em Xính Què thì Tuyên sẽ phải đi qua một cái đoạn đường quốc lộ, là đường liên xã thôi. Đây các bác ạ, khi mà trời mưa thì đường nó sẽ lầy lội và như này, cực kỳ là trơn luôn. Trong khi đó thì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi các bác ạ, thì là nằm ra đường ngay, rất là trơn, rất là nguy hiểm. Để mà di chuyển được con đường này thì tay lái cũng phải là đi quen, rồi là phải có kinh nghiệm đi những con đường như thế này. Đấy, rất là lầy lội, nhích nhác, cực kỳ bẩn luôn. Đây, các bạn nhỏ đang đi học nghề đấy. Trời mưa thì nó lầy lội, còn trời nắng thì là bụi bặm. Đường vùng cao thì luôn luôn là như vậy thôi các bác ạ. Ám ảnh một cái sự bất tiện cho bà con vùng núi. Thật sự bà con ở đây thì cũng quen rồi, cho nên là không mấy để ý những cái thứ như thế này. Nhưng mà anh em hay đi thì cũng muốn chia sẻ lên cho các bác là sự khó khăn, gian khổ của bà con ở nơi chúng ta xa xôi. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Củ Núi. Hôm nay Tuyên đi thăm em Xính. Đây là một trong những đoạn đường mà Tuyên sẽ phải đi qua hàng ngày khi đi vào nhà em Xính. Một trong những con đường mà đi như thế này các bác ạ. Trời hôm nay mưa thì chắc có lẽ hôm nay đến hơi muộn. Mỗi lần Tuyên lên thì vẫn sẽ cố gắng đem những món quà của quý cô bác anh chị gửi đến cho em Xính. Mong quý cô bác anh chị đã gửi quà cho em Xính Què thì quý cô bác anh chị có thể chờ đợi một thời gian nữa, Tuyên sẽ lên phim và ghi hình tất cả những cái món quà của quý cô bác anh chị gửi cho em Xính Què. Tuyên sẽ cố gắng làm sao để phân bổ những cái món quà đó đem đến cho em Xính đầy đủ. Tuyên cũng đã nói và giải trình rất nhiều trong những cái thước phim mà Tuyên ghi hình về cuộc sống của hai bố con em Xính Què. Thì mong quý cô bác anh chị hết sức là thông cảm cho bản thân Tuyên cũng như là hai bố con em Xính. Tại vì hiện tại không gian sống của hai bố con thì cũng đang bị lao đao. Và cái căn nhà đó thì hai vợ chồng cũng đang muốn quay trở về. Cho nên là đang hết sức cố gắng để tìm ra nơi ở mới cho em Xính. Đây, một trong những cái đoạn đường mà Tuyên sẽ phải đi qua khi mà trời mưa. Trời mưa thì đường rất là trơn, trượt. Thì cố gắng làm sao Tuyên cũng chỉ di chuyển từ từ khi mà từ nhà lên ý. Thì Tuyên lên nhà hai bố con em Xính Què thì cũng đâu đấy khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ. Rất là chậm các bác ạ, di chuyển từng nhích từng chút một thôi. Nếu đi bộ thì rơi vào khoảng gần 5 tiếng. Cho nên là Tuyên vẫn phải cố gắng di chuyển xe để làm sao mà đi nhanh nhất có thể.
trời quá đấy. Trơn quá. Thầy cô giáo ở đây cũng rất là vất vả. Nhưng mà cô giáo dạy ở những cái điểm trường như thế này thì họ chỉ đi vào thứ hai đầu tuần và cuối tuần thứ sáu họ mới về thôi các bạn. Rất là vất vả. Ồ, chào hai bố con nhé. Đang làm gì đấy? Nước này. Hôm nay có đi làm đâu không? Hôm nay không, tức là mua vận sắt trời mưa như thế này là nó không thuê nhà. Sắt trời mưa thì họ không thuê à? Đó, trời mưa to quá thì nó không đi, nó bảo là khi nào trời mưa to hơn cái đất kia nó chắc là sạt ướt hết thì nó mới. Đây, em xin gửi lời chào đến các bác đi. Hai bố có chào các bác, các chú, các cô. Mệt, mỗi lần đi dốc nhà em này mệt quá. Ăn gì đấy? Ăn gì đấy? Bánh. Bánh gì đấy? Bánh gạo. Bánh gạo? Dạ. Ai cho? Chú bên này cho. À. Còn làm cái gì mà có bánh gạo? Nó đi chợ. À, mua chợ. Đúng. Thời gian này có đi làm thuê ở quanh đây không? Thời gian này không. Ừ. Hôm nay đi mưa quá, đi đường trơn này sắp không đi được. Đúng. Sắp không đi nổi thôi. Đây đây là không gian sống của hai bố con em xính các bác ạ. Tuyên cũng đã chia sẻ rất là nhiều thước phim rồi liên quan đến cái chỗ ở và cái nơi sinh sống sinh hoạt của hai bố con. Tạm thời đang ở nhờ ở chỗ nhà, một cái căn bếp nhỏ nhỏ ở nhà ông chú bên này. Hai vợ chồng đã đi làm thuê ở dưới công ty rồi. Để tới thì sẽ về. Đây hôm nay anh mang lên cho em. Anh có sợ cái thịt này nó hỏng ấy, hơi hơi có mùi ở xíu. Không biết là có gì là sao không. Đây là của cô Nguyễn Thị Tuyết, cô ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Thịt này, thịt lợn. Hôm nọ cô gọi điện cho anh thì anh mới biết thôi. Cô bảo là cái thịt này cô đã nấu rồi, nấu chín rồi. Mà anh thấy cô nó hơi hơi có mùi một chút rồi. Không biết là còn ăn được không. Đấy, những món quà của cô ba anh chị gửi thì sẽ cố gắng đem đến. Và cô đã điện cho Tuyên khá là nhiều lần rồi, cô bảo là trong có đồ ăn thức uống, làm đồ ăn sẵn, thành ra là mới là còn ăn. Chính thử người xem nào, mũi thính hơn, anh đi đường gió lạnh quá nghẹt mũi rồi. Được. Vẫn ăn được à? Được. Còn đây nữa, cái này là nó dạng như kiểu mắm tôm, anh cũng không biết cái món này. Ồ, cái này là chai mới ha. Ừ, nó như kiểu mắm tôm ấy. Cái này để dùng nấu thức ăn à, như ở vùng cao mình thì thường thường là những cái món này nấu thịt chó cái thứ ấy. Nhưng mà ở đây thì có thể là mình ăn quen, có thể làm nước chấm được chính. Đấy, cô rất là tốt mà tâm huyết với hai bố con. Thịt này cô nấu sẵn ở dưới
tận Thanh Hóa gửi lên đấy, không gần đâu, xa phết đấy. Được. Anh đóng vào nhá, cho con sử dụng dần. Không ăn sẵn được đâu, con em phải nấu lên. Thôi nấu chín lên, nấu kỹ. Nhưng ở đây thì lại là tép khô. Đây là một chai mắm. Mắm này là mắm ở dưới miền Trung họ tự làm. Cái bóng này rách, cho vào bếp đi. Trong đó thì bà gửi cho hai chai như thế này. Hôm đấy anh khui ở dưới nhà ấy, quần áo của hai bố con nữa. Nhưng mà quần áo thì anh không mang lên. Anh bảo là bây giờ quần áo của em nhiều rồi, với lại mang lên thì tới này mà hai bố con không mặc hết ấy. Nhưng mà mình qua được ở đây nữa thì mình di chuyển đi thì không chỗ để, không chỗ gửi, thế nên là anh không mang lên. Thế lại cái chai này bà gửi hai chai, bà cho anh một chai để ăn, bà bảo thế, còn lại thì đem đến cho hai bố con sử dụng nhá. Đấy, anh đã đang định đem đến hết rồi nhá. Thì tất cả những món này là của cô Nguyễn Thị Tuyết nhá, cô ở Thanh Hóa. Đây, để túi bóng ở đây nhá, đúng nhá. Thì thằng cần đựng đến cái gì thì cứ đựng, nhưng mà cũng một chai này nó bị hở ấy. Nó bị hở ra thì ra nó bị tràn ra ngoài, hơi có mùi một chút. Còn cái này nấu ăn hết đi nhá. Vâng. Ăn cái này trước, ăn cái thịt này trước, sau đó là ăn đến cái này sau. Cái này thì không để được lâu. Vâng. Do là bà cũng làm khá lâu rồi, thì ra là hai bố con nên dồn để ăn trước. Vâng. Tuyên cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị, các mạnh thường quân đã gửi đến cho em Xính những cái món quà, sản phẩm đặc sản ở quê hương, tâm huyết gửi đến cho em Xính sự quan tâm rất là sâu sắc, đem lòng yêu thương đồng bào bà con vùng cao. Cảm ơn quý cô bác anh chị rất nhiều, đặc biệt là hôm nay có món quà của cô Nguyễn Thị Tuyết, cô ở tận Sầm Sơn, Thanh Hóa. Cô ở rất là xa nhưng mà đã xem được thước phim của Tuyên. Cô đã tự tay làm những cái món quà như thế này để gửi cho em Xính, để cho hai bố con được ăn và được thưởng thức những cái món quà giá trị và ý nghĩa như thế này. Thì Tuyên cũng rất là cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của cô Tuyết. Tuyên cũng chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong rằng cô sẽ đồng hành cùng với Tuyên mà giúp những cái hoàn cảnh khó khăn của bà con vùng cao, nơi mà khó khăn, nghèo khó, nghèo khổ. Đây là Xính gửi lời cảm ơn cô. Cô là cô Nguyễn Thị Tuyết. Cô Nguyễn Thị Tuyết. Hai bố có chào cô, cảm ơn cô Nguyễn Thị Tuyết rất là nhiều. Cô đã gửi thịt lợ với một cái này là tép khô như hai cái chai này về cho hai bố con cháu. Cảm ơn cô rất là nhiều, chúc cô mạnh khỏe hạnh phúc, chúc cô luôn luôn sức khỏe tốt. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cái đất của bí thư như nào rồi? Cái đất của bí thư nó không cho ở rồi. Sao? Nó không cho ở rồi. Bí thư không bảo cho là... ở rồi á? Đúng rồi, bí thư bảo là nó để phanh bên kia thì hai bố cháu đi ở thì nó thuế quá, thì nó bảo là thế thì nó không cho ở. Không, như nào em nói rõ hơn một chút xem là anh không hiểu lắm. Nhưng mà trước anh em mình đi hỏi ông bí thư bảo cho rồi mà sao bây giờ lại bảo không cho? Nhưng mà cho rồi, nhưng mà lúc này nó bảo là nó để phanh như thế thì hai bố con cháu đi ở thì chắc là thuế quá thì nó cũng tốt, nhưng mà nó bảo là thuế quá thì hai bố cháu đi ở thì thuế như thế thì hai bố cháu có ở được hay không, thế thì nó bảo là thế thì thuế như thế thì nó không cho mình ăn cũng ở cũng được vì thuế quá rồi. Không hiểu lắm, nọ anh em mình đi hỏi nhưng mà ông đã nhất trí rồi cơ mà. Hôm nọ ông về tận đây bảo. Đúng ạ. Hay thì giờ rồi nhỉ. Nhưng mà ông ấy chưa trồng ngô à?
chưa? Lâu thế còn chưa trồng á? Sắp trồng rồi nhưng mà nó... Mấy hôm nay mưa rồi. Mưa nhưng mà nó bảo là mưa to nó mới trồng. Mưa to nó mới trồng? Đúng. À, anh hiểu ý của em rồi. Nhưng mà ông Bí Thư đến đây bảo hả? Đúng ấy. À, nói một lúc mới ngộ ra các bạn. Tức là sau những cái ngày mưa như thế này đúng không? Thành ra là phân nó sẽ bị ướt. Sau đó bị ướt thì cái phân nó chảy xuống cái nền và ngấm xuống đất. Thì tới này nếu mà trời nắng thì nó sẽ bốc mùi lên rất là thối. Đấy, anh em mình chia sẻ thật. Bốc mùi lên cực kỳ thối luôn. Cho nên là Bí Thư về đến tận nhà em Xính, bảo hai bố con là không cho ở đây nữa. Vì lý do là sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai bố con. Cho nên là không cho ở. Ông bảo lâu chưa? Nó bảo hai hôm rồi hả? Thực ra thì em Xính không có điện thoại nên là không có cách nào liên lạc được với Tuyên. Còn Bí Thư thì thực sự mà nói thì Bí Thư cũng rất là biết ơn khi mà Tuyên đến chia sẻ về hoàn cảnh của em Xính khỏe. Đối với hai bố con là không cho ở nữa do là sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai bố con. Vì là ở chỗ đấy là cái chỗ để phân mà lại để cho người vào ở thì cũng thật sự là cũng hơi không nghĩ thì phải thôi. Với lại thời gian trước thì anh em mình đi xem ấy, mấy hôm đấy thì ông ấy cũng đang phơi phân. Đúng. Nhưng mà có dấu hiệu là khô rồi. Khô nhưng mà trời mưa thì nó à, đấy. Trong mấy hôm nay thì trời mưa, mưa được 2-3 hôm nay rồi. Đúng. Trời mưa thành ra là đống phân lại bắt đầu kiểu như là mưa xong nó chảy chảy nước. Đúng. Chảy nước thì nó lại ngấm vào cái chỗ đấy. Thì bây giờ tính như nào? Thế thì cho biết tính như nào mà thì... Nhưng mà ngoài cái chỗ đấy ra thì ông Bí Thư còn cái chỗ nào khả thi hơn để mà ở không? Chắc là không, nó sát trồng ngô thì nó chắc không, không có. Ừ. Cái khăn nào lau mồm con nó ăn kẹo chảy bẩn quá. Thế thì không biết để ở đâu rồi. Bây giờ thì anh em mình thì cũng chỉ phụ thuộc vào chú Bí Thư thôi. Còn bây giờ chú Bí Thư lại bảo không cho ở thì không biết làm như nào rồi. Đó. Ngoài cái chỗ Bí Thư để phân nó ra thì cũng còn rất là nhiều chỗ. Thế nhưng mà hiện tại xung quanh làng bây giờ thì nó thành như kiểu nương của họ hết rồi. Bà con đã trồng nương, trồng ngô rồi các bác. Còn bây giờ mà đi ở nhờ và để phá nương của họ thì thực sự là không đành. Và chưa chắc họ đã cho cơ. Khi mà họ trồng ngô vào họ cũng không muốn cho mình ở đâu. Đó, vì nó trồng ngô thì mình ở kia thì ngô của nó đã không có. Đấy. Nó trồng rất là nhiều cái ngô. Ừ. Ở đâu cũng vậy rồi, mình ra nó tối thiểu nó cũng phải được khoảng 10 mét vuông thì đó, mình mới sinh hoạt và ở được. Đó. Như đặt một cái giường, sau đó là để đun nấu nữa. Đó. Cái chỗ mình nấu nó sẽ nóng. Đó. Cây không có cây gì có thể mọc được cả. Còn đi xa nhà, xa làng thì có chỗ ở thế nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Đó. Đi xa thì có nước uống này. Đó. Đi xa thì xảy ra vấn đề gì thì anh cũng rất khó nghĩ. Cho hai bố con. Trường hợp mà hai bố con xảy ra vấn đề gì thì anh là người phải chịu trách nhiệm đấy. Đó. Hôm nay Bí Thư có ở nhà không? Không, nó không. Đi đâu rồi? Nó đã đi sủng tráng. Đi sủng tráng là gì? Không biết. Ừ. Đó. Chắc đi đám ma. Có ở đó. Để cho biết nó cho hỏi. Bởi vì lần trước ông bảo là có một nhà đám ma bên kia. Chỗ có. Cái lần trước anh lên thăm em ấy, anh gặp anh ấy ở dưới đường. Anh bảo là có người mất ở bên kia. Yeah. Chắc là đang đi đám ma. Người Mông đám ma thì thực sự mà nói nó là một cái hủ tục rất là lạc hậu. Hay phải nói là cái từ như thế. Ví dụ cái từ lạc hậu. Đó là người Mông đám ma ấy. Sao ơi? Ăn no rồi kêu à? Buồn ngủ nhá. Được, điều kiện là nó mới không khóc. Kiểu nó mới khóc. Mày nhớ. Kiểu lúc trước kia.
tại sao anh nói là một cái hủ tục của người Mông đám ma? Bởi vì là đám ma thì anh thấy cái những ngày diễn ra đám ma thì lâu quá. Đó. Người nào làm ít thì nó cũng phải tầm một tuần, nhiều thì thậm chí là gần hai tuần. Đó. Như vậy này nó ảnh hưởng. Thứ nhất là sức khỏe của những người phục vụ những ngày đám ma đó. Thứ hai là nó ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Thứ ba nữa là nó mất thời gian cho bà con đến giúp. Đó. Ảnh hưởng đến công việc hàng xóm. Đó. Ảnh hưởng đến sức khỏe bà con nữa. Bởi vì đám ma thì nó rất là ồn ào. Rất là ồn ào với người đông. Đấy, người thì đi qua đi lại rất là đông, mất an toàn an ninh cho thôn. Đó. Cho xóm. Thì mà nó liên quan đến hủ tục lạc hậu của các cụ ngày xưa để bản thân các em thì mà được lớn lên trong một cái xã hội hiện đại bây giờ, được tiếp cận với văn minh xã hội bên ngoài, thì nên là những cái gì có thể bớt đi được thì mình nên bớt. Ví dụ là người chết người ta phải bón mèn mén các thứ, anh thấy cái đấy nó không có tác dụng gì cả. Người ta chết rồi bón người ta ăn thì làm gì? Nó là một cái phong tục thôi. Nó là gọi là hủ tục hay phong tục anh không rõ, nhưng cũng gọi là nói như vậy thôi, chứ còn bản thân anh em mình thì cũng là một cái gì đó rất là nhỏ bé để anh em mình thay đổi cả một tập thể thì rất là khó, đúng không? Đây. À, cứ nghĩ là một cái cuộc sống của em Xính đã an toàn khi mà Tuyên đã liên lạc được với bí thư chi bộ thôn để nương tựa và nhờ vả cái chỗ mảnh đất mà Tuyên đã liên lạc và đã đi tìm hiểu cùng với em Xính để xin ở nhờ chú bí thư. Thế nhưng hiện tại bây giờ thì theo như thông tin của em Xính cung cấp cho bản thân Tuyên và của cô anh chị đã biết rõ, đó là chú bí thư hiện tại là không cho ở nữa. Và hôm nay thì chú bí thư lại không ở nhà, là chỉ còn duy nhất một cái ô đất đấy còn trống thôi. Còn những cái chỗ khác thì thật sự nói với các bác là nó thành như kiểu là hốc đá, rồi là những cái chỗ không thể đứng được và cũng không thể ngồi được. Những hốc đá thì các bác biết rồi, đá rất là sắc nhọn và nó lô nhô, đứng không đứng được, ngồi không ngồi được. Thành ra là để mà ở được thì nó một vấn đề. Và những cái hốc đá đấy liệu người ta có cho ở hay là không nữa cơ, chứ không phải là mình tự nhiên mình đến dựng rồi là đến làm như thế là họ không nói gì, không phải đâu các bác. Cũng phải xin ý kiến, rồi là còn phải xem là cái chỗ đấy nó có an toàn để mà cho mình sinh hoạt hay là trong cái thời gian mình sinh sống không. Chắc có lẽ là cái thước phim này của Tuyên kết thúc ở đây. Trong thời gian tới thì sau những cái thước phim này anh em vẫn cố gắng hết mình để tìm ra nơi ở mới cho em Xính, có cái nơi ở mới để làm cái phương án dự phòng. Tới đêm hai vợ chồng có khả năng về thì mình sẽ có chỗ ở tạm thời. Còn những món quà của quý cô bác anh chị nào có những cái sản phẩm như thế này, tự tay làm những cái sản phẩm, bỏ ra thời gian tâm huyết cho các em, các cháu ở trên vùng cao, đã gửi qua kênh của Tuyên thì quý cô bác anh chị liên hệ cho Tuyên. Tuyên xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn tất cả sự quan tâm của quý cô bác anh chị. Chúc quý cô bác anh chị một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc.